chào các bạn đến với Sưởng Lon Thanh Cao. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành, hạnh phúc, thành đạt trong mọi công việc. Thì hôm nay mình đang có mặt ở Củ Chi. Cái đường này là đường Nguyễn Thị Lắm để đi đến nhà khách hàng của mình gần địa đạo Củ Chi, nâng cấp lên cho anh một cái lò kéo. Anh xài lò rẽ trái sau dừng xe 79 và chuyển thành qua lò kéo. Ở bên trái ở Củ Chi mình con đường này cũng rất là đẹp nha các bạn. Đây là trồng cây cao su. Đây do cái khu vực này nó giáp với Bình Dương. Vùng này bà con trồng mía này nha các bạn. Đây thu hoạch mía nè. Đường đó, đó mấy xe nó chạy ra ruộng mình để nó chở mía luôn. Đây mình đã tới địa đạo Củ Chi rồi nha các bạn. Đó, đây là khu du tích lịch sử của mình đây. Nằm ở trong khu này. Ở đây mình đã tới chỗ rồi các bạn. Nhà khách của mình là ở giữa rừng cao su luôn. Đây, đây là nông trường cao su giữa rừng cao su luôn. Rồi mình đi vô để mình xem cái lò coi sao. Xem cái lò coi sao để mình nâng cấp lên. Đó, gần là nó hú rét rét rồi. Đó, vậy hát gì được hát mà mở bát lên à ù mà mở chép lên à. Ừ. Mà không mở đó đó hú 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 quá chịu nổi không rồi bây giờ sẽ làm cái lo mà vừa hát hay nhẹ mà ngon lành nữa ha rồi giờ tháo ra đi đệ tử đem cái lo ra ngoài được rồi mình sẽ tiến hành mình gỡ ra để mình nghiên cứu mình sẽ làm một cái lo để cho ông anh để hát cho ngon lành luôn. Để mình tháo ra coi ông anh này ổng kêu thợ chế cái lò coi sao nha. Mình thấy nó cũng hơi phức tạp. Để đem ra ngoài ngoài trống này luôn để quay cho nó dễ. Đây mình tiến hành mình tháo ra giải phẫu ra coi trong ruột gan nó có cái gì mà để hát nó không hay nha. Mình phải tháo ra để mình biết cái chất lượng bên trong nó ra sao mình mới tiến hành mình tư vấn cho khách để làm mới được đó, thì các bạn biết mà âm thanh là phải mình phải rành về âm thanh mình mới ráp mới được chứ không phải tự nhiên muốn ráp đâu nha. Nói chung là mình phải biết 7-8 rồi mình mới làm được chứ biết chút là làm để bà con hát không có được đâu. Để mình tháo ra để coi cái lò này nó làm sao. Tình trạng cái lo này là mở lên là bị ù với bị hú. Chỉnh không được, mở eco lên là không mở eco thì cũng bị mà mở eco lên là bị. Chỉnh cũng không hết ha. Đây mình đang tháo cái lo bát ra nghe các bạn để coi cái bát này sử dụng bát máy và cái kết cấu ở trong cái này nó sử dụng sao để mình mới tháo ra mình tư vấn cho khách được. Ông. Hả? Tranh thủ mình làm mình còn về bến lức mình làm cái luôn nha các bạn. Nhưng mà cái bến lức thì nó làm đơn giản và nhanh hơn cái này. Nó bị tụt cái đầu á, dặn ốc, dặn đầu vít lại. Cái vỏ này nó cũng tới luôn rồi.
không lấy kìm bấm ông tháo họng chép ra giùm đi, bốn ốc á, người tay chân làm cho nó nhanh. Đây là ông anh chủ nhà đang làm phụ luôn nha các bạn. Từ đó chạy lên đây cũng xa lắm á. Ở đây giáp với Tây Ninh hay vậy? Cũng giáp giáp vậy anh, chưa Tây Ninh lên còn 70 cây. Mà nó giáp ranh, giáp ranh phải không? Dạ, nó cũng gần 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 với Bình Dương phải không? Nó cũng giáp ranh 4 góc vậy. Nhưng mà nó chắc ăn nói là ngay trời ngay chỗ là địa đạo của chi là ai cũng biết. Thất tỉnh mình động mình đây vậy. Địa đạo của chi, đến vô địa đạo của chi là biết. Từ đây lên địa đạo của chi 3 cây nữ. Giờ vô chổng có cái gì chổng? Thôi à, cũng mì nữa gì, hồi xưa sao ăn khổ sao rồi giờ đi vậy. Đây nè các bạn, đây là cái bát, bát này là bát từ 170 con 75. Thì này ông anh cũng chế cái bò gì vô đây quá dữ luôn nè. Tự chế luôn. Ở nhà tự chế luôn nè, quất cục tăng khô rồi chà bá luôn á, tăng khô nó muốn trái nên nó nám vàng rồi. Muốn trái mẹ rồi. Rồi mở cái chép lên. Cái vỏ này nó cũng tới luôn. Trời ơi em chơi hường nhậu hứng nhặt sống không chứ mới trời mua con cái có hồi điện giờ kẹt anh ơi đang ở nhậu hứng cái mình muốn ca cái điện giờ kẹt anh ơi. Cái này nó cạn có khỏi khỏi gỡ đó, cái này nó cạn có tụ không à, tụ này nè. Giờ cắt ngang đi. Rồi để tiến hành mình đấu vô thử cái. Này có kèm hay cái gì đó anh đâu. Để thì mình đã chẩn đoán bệnh xong rồi các bạn. Mình đã ráp vô hát ok đó. Cái lo này một phần do cái anh thợ trước ráp lộn cực nữa nghe. Lộn cực của lo âm dương á, rồi mình đã đấu lại xong rồi. Thì mình gắn cái bo công sức của mình vô nè. Cái bo của mình nè, gắn vô hát ngon lành, hết thú. Hết thú ngon lành, quá im luôn. Quá im luôn. Mình giờ mình gia cố cái lo gắn bắn ốc vít lại nữa là mình phét lỗ mình gắn cái bo mạch vô nữa là xong á. Đánh nhanh lúc rẻ mình về còn làm công việc khác nữa. Thì lúc này bà con nói chung là năm nay kinh tế cũng hơi khó khăn, bà con thì có lo cũ thì sửa lại để xài chứ mua lo mới chi tốn tiền nhiều lắm. Thì do tình thương mến thương giữa mình với khách hàng thì từ mình chạy lên đây tới 100 mấy chục cây số mình cũng phải đi để mình làm cho khách hàng thôi. Khách hàng thay cái bo với cặp micro. Cái bát này bát 50 của khách cũng cũ rồi. Dạ. Dạ. Biết biết chứ. Ở đâu cũng tìm tới hết. Dạ. 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 Hát không được hả? Hát cái tụt. Rồi có kêu nó thuốc bảo hành không? Dĩ lên sửa chỉnh suốt mà nó có làm được gì đâu. Kêu thợ điện tử lại sửa luôn. Dạ. Yeah. Đâu có gì đâu, livestream. mắc cỡ. Dính mà. Mai qua lên YouTube luôn á. Chúc chị hát bài đi. Em hát thì thôi. Khỏi bàn tới luôn đi. Làm xong rồi dẫn vô bộ. Dẫn vô bộ làm vô bộ. Không, ảnh quay phim em ca xong mới dẫn. Đúng rồi. Cái này là đó em độ nè. Dạ. Rồi tháo này ra hả, lật lên. Tháo bo ra đi. Dạ. 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 Tại giờ nó cũng qua cái model đó rồi. Qua là biết rồi. Qua model đó. Giờ bỏ dạ. Dặn ốc của cái chép lại hả, lật ra để nó rớt xuống gà. Dạ. Hát rồi anh quay lên là tao mới chuyện lên cho. Khỏi ai hát.
vợ nó dẫn vô. Đây là mình đang tháo cái quai ra nha các bạn. Ủa? Thôi thôi thôi. Để cái quai này cho người ta khiêng chứ. Ờ. Đâu đâu. Hả? Để quai cho người ta khiêng. Bao nhiêu coi được hay nếu hay được thì làm cũng được thôi. Đấy, tí vợ con nó xong vợ cũng vô. Đây là mình khoan lấy lỗ trước nha các bạn. Mình khoan lấy lỗ trước mình mới cắt nè. Cắt chứ mày cắt tự tử nha, mày đẩy mạnh quá, có đây không có đây mũi khoan xi cua. Mình sẽ dùng máy cắt, mình cắt ha. Mình dùng máy cắt để mình cắt lấy cái miếng dán ra để mình gắn cái bo vô cho nó ngay. Vậy nha. Để cắt lấy miếng dán ra để dán bo vô. Mình gắn để xong rồi nha các bạn. Gắn vô xong hả? Bà chị nãy giờ bà thấy mình cắt bụi quá, các bà quét rồi, quét cho sạch sạch. Ôi ta lao lao, chùi chùi lao lao. Vậy người ta vô chỗ người ta trang điểm lên đi, tính thói hoàng lên đi. Ha, là bây giờ ngưng tạm ngưng đi rồi đi ra ngoài ngoài gì mắc cúp lại. Ta sống giản dị xưa vậy. Mix activated. Quá đã bà con ơi. 1, 2, 3. Cái này đang xài Z 750.
đã xa cách rồi. Người say xỉn mới quên thề ước. Xin chim khắc hồng thương cô những đêm mang em màu xanh ai để nhớ muôn đời.
giống như